Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo trong chương trình CD video của Phan Anh nói về chiến lược và lập kế hoạch các chương trình khuyến mại. Ok, và từ bài này trở đi thì tôi sẽ chia sẻ về 52 chiến lược khuyến mại, cũng là 52 cái tuyệt chiêu khuyến mại, những công thức khuyến mại để các bạn và các anh chị có thể tự tin tạo ra các chương trình khuyến mại hay, hấp dẫn, sốc, độc lạ, thu hút khách hàng của mình, là có thể chinh phục được, đánh gục được những khách hàng khó tính nhất, đúng không ạ? Cũng sẽ phải rút hầu bao, rút ví, rút tiền ra để mua hàng của các anh chị, bởi vì chương trình khuyến mại của anh chị quá là hấp dẫn và họ không thể từ chối, đúng không ạ? Họ sẽ xếp hàng, họ sẽ lao vào mua hàng nếu như các anh chị thực thi được toàn bộ ý tưởng của toàn bộ cái nội dung của chương trình đào tạo này, và đặc biệt đấy là 52 cái chiến lược này để các anh chị có thể làm và áp dụng, sao chép và sáng tạo cho nó phù hợp. Đây có lẽ là những cái công thức mang tính tổng quan nhất và hấp dẫn nhất cho các cái nhà bán lẻ, các nhà bán buôn, các cái CEO, các cái nhà quản lý và đặc biệt là những người làm kinh doanh. Ok, vậy thì câu hỏi là tại sao lại là 52 tuyệt chiêu, 52 chương trình, 52 ý tưởng? Thì có lẽ tôi đã giải thích từ đầu khóa học rồi, có đúng không ạ? Vâng, đó là logic của 52 tuần trong một năm, tương ứng với 12 tháng. Một năm có 12 tháng và mỗi tháng có 4 tuần, nhân lên là 48 tuần, cộng với một số các tuần lẻ lẻ nữa, đó là 52 tuần. Ý tôi là như vậy. Vậy thì bạn chỉ cần học 52 tuần này, bạn đưa vào cái file Excel 52 tuần tôi đã hướng dẫn, có một cái bài là bài lập kế hoạch trong 52 tuần đó, và bạn suy nghĩ là mình áp dụng cái gì, mình thay đổi cái gì, mình làm thế nào thì là hấp dẫn và phù hợp với cái công việc của mình, phù hợp với cái mô hình kinh doanh của mình. Bởi vì không có một chiếc áo nào phù hợp với tất cả mọi người được, đúng không ạ? Chúng ta hãy học hỏi, lắng nghe và chúng ta sáng tạo sao cho nó phù hợp, được chưa ạ? Ok, và để bắt đầu đi vào các cái ý tưởng, đi vào các cái chiến lược thì tôi cũng sẽ nói thêm một ý nữa. Đó là có 52 ý tưởng thì mỗi một cái video thì tôi sẽ nói 3 ý tưởng. Như vậy tôi sẽ quay trong vòng là 18 cái video tiếp theo thì nó sẽ đủ 52, bởi vì 17 x 3 là 51, đúng không ạ? Và thêm một video cuối cùng, cảm ơn, thank you các thứ nữa. Ok, và mỗi một video tôi sẽ nói 3 ý tưởng và tôi nói cách thức, nói ví dụ và giải thích một chút, và sau đó thì mọi người có thể là áp dụng của mình. Ngoài ra thì tôi cũng sẽ gửi tặng cho mọi người cái file bản Word của tôi viết ra, được chưa ạ? Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Trong video này thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn ba cái ý tưởng đầu tiên, được chưa ạ? Tôi sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến 52, cũng không có cái ý đồ là ưu tiên cái nào hơn cái nào cả. Các bạn cứ học hỏi, các bạn lắng nghe, các bạn áp dụng, thấy cái nào hay phù hợp thì mình áp dụng thôi, được chưa ạ? Đây nó chỉ là mang tính là công thức, mang tính là sắp xếp, mang tính là ngẫu nhiên tôi đặt ra thôi. Trong cái quá trình tôi viết thì tôi đặt ra như vậy, được chưa ạ? Vâng. Tuyệt chiêu khuyến mại bán lẻ thứ nhất đấy chính là giảm giá. Vâng, có lẽ giảm giá thì là cái hình thức mà chúng ta thấy là rất là phổ biến, cũng rất là quen thuộc rồi, dễ dàng rồi. Tuy nhiên, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta giảm giá thế nào, đúng không ạ? Chúng ta giảm giá là 30, 40, 50, 60, 70, 80% đó. Thậm chí chúng ta có thể giảm giá một chút ít, 5%, 10%, tùy vào cái mặt hàng mà chúng ta kinh doanh, đúng không ạ? Tùy vào biên độ lợi nhuận, tùy vào cái định vị thương hiệu của chúng ta, được chưa ạ? Vâng, chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp là giảm giá một chút ít, giảm giá giả vờ, giảm giá sốc, đúng không ạ? Giảm giá sâu, giảm giá đầu mùa, giảm giá cuối mùa, vân vân. Đấy, cái phương thức này thì chúng ta thấy rằng là quá là đơn giản và quen thuộc rồi. Thì đây cũng là một trong những cái phương thức mà rất là hiệu quả và được áp dụng đi áp dụng lại từ xưa đến nay và vẫn tiếp tục như vậy, được chưa ạ? Chỉ có điều là cách thức thể hiện, con số, đúng không ạ? Chương trình làm sao cho nó phù hợp với cái bối cảnh mà thôi. Ok, lúc thì 20, lúc thì 30, lúc thì 40, lúc thì 50. Và chúng ta nên đưa ra cái chương trình khuyến mại làm sao cho nó phù hợp với cái mục tiêu của chúng ta và tính bình quân khuyến mại của cả năm. Chúng ta đừng có quá là bao nhiêu phần trăm đó. Ví dụ như là không quá 20 hay là không quá 30% là ok. Đấy là cái lời khuyên của tôi. Cái công thức thứ nhất, công thức này thì rất là dễ rồi, đúng không ạ?
Công thức thứ hai, cái chiến lược thứ hai đó chính là giảm giá thanh lý. Giảm giá thanh lý, giảm giá thanh lý tức là như thế nào? Tức là chúng ta có thể thanh lý hàng tồn, thanh lý hàng lỗi, thanh lý hàng lẻ sai, vân vân, đúng không? Chỉ với 99k, 199k hay là 149k hay là 129k, đấy, k là 1000 đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta đã có thể sở hữu được các cái sản phẩm nằm trong một cái danh mục mà chúng ta đưa ra, chúng ta thanh lý. Có thể là chúng ta đổ đống ở ngoài cửa hàng và chúng ta để trong shop của chúng ta, hoặc là chúng ta bán ở trên web, đúng không ạ? Bất kỳ cái vị trí nào, nhưng mà chương trình này là chương trình thanh lý, tức là chúng ta muốn bán tống, bán tháo, bán hết. Nhưng mà chiến lược của chúng ta rất là hay, là thường thì chúng ta để đến cuối vụ chúng ta mới thanh lý, đúng không ạ? Giáp Tết chúng ta mới thanh lý. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta có thể ngay đầu vụ mà chúng ta đã đưa ra chương trình khuyến mại thanh lý rồi, thanh lý đầu vụ luôn, thì đấy mới là cái mới lạ, đúng không ạ? Ý tôi là như thế. Tức là ai cũng biết là phải thanh lý hàng hóa. Thế nhưng mà thanh lý như thế nào, hàng đầu vụ mà chúng ta thanh lý thì chúng ta mới chơi những đòn rất là khiếp, khiến đối thủ choáng váng, đúng không ạ? Vâng. Và thì đây là cũng là một trong những cái cách thức trong chiến lược mà được rất là nhiều các cái nhà bán lẻ, bán buôn áp dụng trong cái chương trình kinh doanh của mình. Thông thường thì chúng ta thấy đấy là rất là hay tập trung vào cái cuối chu kỳ kinh doanh, hoặc là sản phẩm bão hòa, hoặc là vỡ lô, hoặc là bị lỗi, đúng không ạ? Thì ví dụ như là những cái nhà sản xuất mà họ đi hàng công, hoặc là họ bán cho những cái đối tác mà họ làm gia công, đúng không ạ? Thì nó bị lỗi, hoặc là nó bị hỏng, hoặc là bị trễ hạn, vân vân, thì họ phải thanh lý ra ngoài. Thì các bạn cũng có thể nhập được những hàng như vậy để các bạn bán rất là tốt, đúng không ạ? Hoặc là chiến lược của bạn là thanh lý ngay từ đầu. Cái tuyệt chiêu số 3, cái chiến lược số 3 đấy là các bạn có thể giảm giá có chọn lọc, vẫn là giảm giá, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn chọn lọc, tức là thường mình hay vào các cái trung tâm thương mại, mình thấy là sale off for selected item, đúng không ạ? Tức là họ giảm giá dựa trên cái việc là họ đưa ra một số mã hàng nhất định và họ khuyến mại bao nhiêu phần trăm đó, 30%, 40%, 50% cho một cái nhóm cái danh sách sản phẩm là như vậy, đúng không ạ? Chiêu thức này thì các cái hãng thời trang, các hãng điện máy và rất là nhiều các nhà bán lẻ họ áp dụng rất nhiều. Tức là liệt kê ra một số những cái mặt hàng, có thể là mặt hàng bán chạy, có thể là mặt hàng bán không chạy, có thể là mặt hàng cần phải thanh lý, thì cái đấy gọi là selected item, giảm giá có chọn lọc đến các cái nhóm sản phẩm và các cái nhóm khách hàng, được chưa ạ? Vâng. Thì đây là ba cái chương trình khuyến mại đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu với mọi người, mọi người có thể áp dụng cho mình phù hợp, được chưa ạ? Và chúng ta sẽ tiếp tục sang đến cái video tiếp theo.